Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn về cái biện pháp phòng trừ bọ xít mũi gây hại trên chồi non và trái bơ non, để chúng ta có thể nhận biết và đưa ra cái biện pháp phòng trừ hợp lý cho cây bơ của nhà chúng ta. Trên hình của chúng ta đây là cái cây bơ đang còn giai đoạn kiến thiết cơ bản, nhưng mà với cây bơ này thì bọ xít mũi đã gây hại tấn công rất là nhiều, và chúng ta thấy là hầu hết tất cả các cái đọt non ở cái cây bơ này thì nó đều tấn công và gây hại. Và chúng ta thấy ở đây các cái đọt non này nó đã bị thâm đen, và ở trên này là có một con bọ xít mũi trưởng thành nó tấn công vào những cái chồi non này. Và chúng ta muốn nhận biết được cái con bọ xít mũi này rất đơn giản, bằng cách là chúng ta thăm vườn vào buổi chiều mát hoặc là buổi sáng sớm để chúng ta phát hiện những con bọ xít mũi này. Thì các con bọ xít mũi này có tập quán là sẽ chích hút chồi non, lá non và trái bơ non của chúng ta vào những cái ngày trăm mát, hoặc là chúng sẽ chích hút vào ban đêm. Thì bọ xít mũi gây hại rất là lớn cho những cái vườn bơ, những vườn điều hay là những cái vườn chanh dây vân vân, thì nó đều gây hại và nó làm cho cái cây của chúng ta là bị teo đọt, và nó biểu hiện giống như là bị bệnh. Thì ở đây chúng ta có thể thấy hầu hết những cái con bọ xít mũi này đều là những con trưởng thành có cánh, và nó rất là dễ di chuyển từ cây này qua cây khác. Ở một cây bơ nhỏ này thôi thì sơ bộ tôi đã đếm khoảng 32 cái đọt non mà đã tới 4 con bọ xít mũi trưởng thành, và bên cạnh đó thì còn rất là nhiều những cái con khác ở trên cây bơ con này. 10 con xuất tổng. Thì riêng cái con bọ xít con này thì trong thời gian ban ngày thì nó chỉ tập trung trú ngụ ở những cái cành lá rậm rạp, chuẩn bị nắng lên thì nó sẽ ra ngoài những cái đọt cành, đọt lá để nó nằm và nó đợi nó di chuyển tới những cái bóng râm để nó trú ngụ, và nó sẽ gây hại chính trong cái trái bơ của chúng ta vào thời gian là buổi chiều mát. Vậy thì để diệt bọ xít mũi này thì chúng ta cần quan tâm những vấn đề gì? Thứ nhất là vào những cái giai đoạn bơ ra đọt non, bơ ra búp và chuẩn bị ra hoa đậu quả, thì đó là những cái giai đoạn mà bọ xít mũi phát triển rất là mạnh. Chúng ta cần phải kiểm tra vườn thường xuyên để phát hiện. Đo karate hay là mô tóc, hay có những cái loại bọ xít mũi sinh học chúng ta có thể áp dụng được, nên là chúng ta cần phải kiểm tra vườn là quan trọng nhất để phát hiện cái thời gian bọ xít mũi xuất hiện, và chúng ta lưu ý là phải phun 2 lần liên tục để chúng ta diệt được con bọ xít mũi này. Sau khi phun xong thì cái con bọ xít mũi này nó đã thấm mệt và nó hầu như nó không có khả năng di chuyển hay bay nữa.